Xin chào các bác, chào các bác đến với shop bên cầu Nhật bãi của em. Chúc qua ngày mới thật là tốt lành. Ở hôm nay thì em sẽ lên cho bác một lô cần ISO nhá. Ở hôm trước thì lên nua rồi, hôm nay thì sẽ lên ISO cho bác chơi. Ở ISO ngày hôm nay thì sẽ gồm một loạt lô cần của Daiwa Việt Nam như này nhá. Đấy, dòng phôi hai da bên ngoài. Đấy, dòng này anh em săn rất là nhiều nhá, giá thì cũng mềm thôi, dưới 1 triệu một cây. Và hôm nay cũng sẽ thêm một loạt lô cần ISO dây trong các bác này. Đấy, rất nhiều cần thông số đẹp để cho bác chơi. Đấy, các bác ưng cái nào của em ngày hôm nay thì các bác nhanh tay chốt ủng hộ cho em nhé. Chốt mã số gọi điện trực tiếp cho em. Số dạy chốt hàng của em là 0326 267 369, em để những góc màn hình nhé. Để các bác ưng cái nào các bác báo cho em. Ở đây là cái cần số 1 quá nhỉ. Đây là chiếc cần mới nhá. Gần như là mới rồi, còn mới tinh thì không phải, nó còn hộp thôi. Còn trên thân của nó thì còn rất là đẹp, nói chung là gần như là không xây xác gì. Có nhá, đấy còn hộp còn bao cho các bác. À quên, còn hộp thôi không còn bao nhỉ. Đằng này thì không có bao. Ở đây em chiếc cần của Daiwa dòng Liberty Club, có chiều dài là 5m3, đọt số 3, một chiếc cần được sản xuất tại Việt Nam. Đấy nhá, made in Việt Nam. Ngoại hình rất đẹp, bát là bát vặn các bác nhá. Dàn khoen là dàn khoen Fuji. Phôi bên trong cũng rất bóng và đẹp các bác này. Dòng này là dòng mới sản xuất cho nên là ít cây cần nào xấu lắm, gần như cây nào cũng đẹp. Đấy, dàn khuyên là khuyên đời mới nhá. Khuyên này là cái phần lõi xứ của nó là nó gắn liền trực tiếp với cả cái thân thép luôn, rất là gọn gàng và đẹp cho bác nhá. Đấy, cây cần số 1 này. Ở cây này thì em sẽ báo cho bác thông số trực tiếp trên thân cần luôn nhá, vì cho nó có hộp nó sẽ báo như thế. Đây, đây là một chiếc cần có chiều dài là 5m31 các bác nhá. Đấy, thu gọn 102 cm, gồm 6 ống, nặng là 315 g, đọt là 1.5 ly, gốc 22.1, độ cứng ở đây ghi từ 3 đến 10, 5 đến 10, 3 đến 8. Em thực sự em chưa dịch được hai cái dòng chữ này. Thường thường đọt 3 này sẽ rơi khoảng tầm 5H. Chất liệu carbon là 95% các bác nhá. 5% là Garasu. Ok, con này có giá là 900k các bác nhá. Có hộp cho các bác. Rồi, sang cây số 2. Hộp này thì không giải quyết gì cho lắm. Mã số 2 này. Mã số 2 làm chiếc cần 4,5 m, đọt số 4 các bác nhá. Đây là một chiếc cần cũng của Việt Nam, y chang kia nhé, ngoại hình y chang. 4,5 m đợt 4, phôi bên trong con này cũng rất đẹp quá nhé, phôi cũng rất là đẹp luôn. Ôi, y chang, nói chung là không lỗi lầm gì, dòng đời mới chứ nhà là cũng không có gì lỗi lầm nữa nhé. Con này thì ngắn hơn nhưng mà thông số đẹp hơn, cũng 900.000 nhé, cân nặng này 269 g thôi, gọi 1.58 ly cơ nhá. Mã số 2 là 900k. Sang mã số 3 này, mã số 3 làm chiếc cần sút các bác nhá. Ở đây làm chiếc cần sút có chiều dài là 3,6 m, độ cứng ở đây ghi là cứng 20. Đấy, con này thì làm cần sút, khoen là khoen lỡ. Khoen Fuji nhá. Phôi này rất đẹp, con dòng này phôi rất là đẹp luôn. Đấy, một chiếc cần sút 3,6 m, cứng 20. Để cho bác chơi, sản xuất tại Việt Nam nhá. Đấy, dòng sút sẽ đắt hơn dòng ISO một chút xíu. Một chiếc cần sút 36 cứng 20 để cho bác đánh đầu cần. Cân nặng này, ngoại hình thì rất đẹp này, không phải soi nhé. Nặng là 330 g. Gọn 2.3 ly nhé, con này thì giá là 1.100k. Đấy, sang cây tiếp theo là số 4 này. Ở số 4 thì là một chiếc cần của Simlo có nhá, một chiếc cần Simlo, con này hạ tay thì cực ngon có nhá, một chiếc cần được sản xuất tại Nhật, có chiều dài là 5m4, đọt 3, tương đương tầm 5H để cho bác đi câu chép dịch vụ. Nếu mà chép dịch vụ thì 4-5 cân các bác bò sống cho em. Dòng này em đã hạ một lần và đi câu dịch vụ rồi, rất tốt các nhá, phôi rất là ngon. Đến đối với câu tay của các bác, câu máy thì còn tùy nhá, con này thì phôi bên trong là hơi xước nhẹ các bác này, có hình xước này. Phôi rất bóng nhưng mà có cát chui vào trong nên là nó hơi kéo một vài vết xước nhỏ. Đây còn bình thường rất đẹp anh rõ này. Được không? Bên bụng bên trong này này, nó lại có vết xước vì nó có cát chui vào trong này, vận chuyển nó sóc. Nó hơi va chạm nhẹ nên là nó có vết xước nhẹ quá nhá. Đấy. Phôi vẫn rất đẹp quá nhá. Ngọn zin. Ngọn này có gia cường chống nổ, ngọn này rất ngon các nhá. Đấy, con này nếu mà đẹp thì nó khoảng tầm gần 1 triệu đấy, vì cái bản này rất là ngon. Còn nếu con này hôm nay với như này sẽ bán bác là ra 800k nhé. Nặng là 312 g, nặng 1.7 ly các bác nhá, còn ra là 800. Rồi sang cây số 5. Số 5 thì làm chiếc cần cũng là sút
của Liberty nhé. Con này thì nó có dài 36 nhưng độ cứng nó có 15 thôi nhé. Bát là bát Fuji, khuyên Fuji. Dòng này thì đấy, ngoại hình gần như là mới tinh. Đấy, một chiếc cần Daiwa Liberty cuối cùng của ngày hôm nay. Con này thì mềm hơn con này một chút xíu nhé. Mềm hơn con này là độ cứng mềm hơn 5 độ cứng. Đấy, con ngoại hình và mọi thứ như nhau. Con này thì cân nặng này 252g thôi, rất nhẹ các bác nhé. Ngọn là 2 ly 2, có giá là 900k con này thôi các bác nhé. Đấy, hết Daiwa Liberty nhé. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, để có ưng là báo cáo nhé. Tiếp tục sang một cái cần số 6. Số 6 là cũng chiếc cần 2 da nhưng con này của bạn là Shimano. Ở đây là chiếc cần dài 54, đọt số 2. Con này ngoại hình cực đẹp quá nhá. Con này không lỗi làm gì này. Ấy, con này thì khoen của nó là khoen Fuji, nó xứ xích. Phôi bên trong rất đẹp. Con này phôi rất đẹp quá nhá. Một chiếc cần phôi rất đẹp này. Wow, con này phôi rất đẹp nhá. Con này về các bác hạ tay câu chép dịch vụ thì mê ly nhá. Em chuyên câu tay, nhìn phát em thích hạ tay ngay, còn em không thích câu xô lắm, không chuyên. Đấy, rất đẹp đó nhá. Khoen Fuji nội xứ xích, đầu bu môi chè nội xứ xích nhá. Đấy, một chiếc cần đẹp. Con này thì giá của nó sẽ là đưa bác 1,2 triệu thôi nhá. Còn con này nếu mà không nó phải hơn đấy, phôi rất đẹp. Lại là 260g quá nhá. Gọi là 1.4 ly đâu. Giá 1,2 triệu. Rồi, tiếp theo sang cây số 7. Em đi hơi nhanh chứ bác, tại vì cần nó lại khá đẹp nên đi nó hơi vội tí. Cần nó không có sức sắc gì đâu, mấy cây đầu tiên này. Số 7 đây, các bác nào thích Gamma các bác chơi con này nhá. Đây là một chiếc cần Gamma Katsu hoặc là Gamma Katsu, được sản xuất tại Nhật các bác nhá. Có chiều dài là 54, đọt số 3. Một chiếc cần ISO, khoen lớn. Khoen là khoen Fuji, nội xứ xích, không nứt, không nổi, không gì cả cho bác nhá. Đẹp long lanh. Khuyên này thì để lâu ngày hơi bẩn các nhá. Cái phần này là hơi bẩn. Các bác có thể lấy lau là hết nhá. Đây thì em test cho bác luôn. Lau nó hết cái trắng, cái nó bẩn nó cố. Vì cái chất nhựa của cái dòng này nó sẽ là màu đen. Cái trắng trắng này thì nó sẽ ố theo thời gian hoặc là nó bám bẩn bám bụi. Em lấy về có sao em bán vậy chứ em lười lâu lắm. Vì chiếc cần này nó làm chiếc cần cũng thuộc dòng hàng đẹp mà hiếm nên là em sẽ cố gắng thị phạm cho bác để bác xem cho nó rõ nhá. Đấy, đây các bác nhá, các bác nhìn này. Rất bóng và đẹp nhá. Phôi này. Phôi bên trong rất đẹp này. Đấy, rất là đẹp, một chiếc cần của Gamma Katsu, phôi bên này rất đẹp quá nhá. Đấy, phôi rất đẹp. Con này là dòng độ cứng cao để cho bác câu ISO, ISO khuyên lớn rất ngon nhá. Con này phôi bên trong rất đẹp, dàn khoen thì cũng không đẹp. Dàn khoen cũng đẹp và không có lứt lỗi gì quá nhá. Toàn bộ xích 100%. Phôi bên trong rất đẹp quá nhá. Phôi này gọi là khôi quá đẹp, không đẹp hơn nữa. Chưa cần Gamma nhá, để bác nhìn rõ này, để các bác sưu tầm hoặc là bác có thể câu ISO nhá. Cân nặng và giá cho bác này. 500g. 1.9 ly. Còn này các bác là 1,800k rồi các bác nhá. Mã số 7. Đấy, khoen xích Gamma. Rồi, tiếp tục sang một cây tiếp theo là cây số 8. À, đây vẫn còn một cây nữa này. Cây số 8 này làm chiếc cần Daiwa Việt Nam, có chiều dài là 3m, độ cứng 15. Bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji các bác nhá. Con này thì nếu mà so với ISO thì nó cứng tương đương tầm đột 4 thôi nhá. Đấy, đây là một chiếc cần để các bác câu ngâm cực ngon này. Chiều dài vừa phải. Các bác nào mà thích câu lua mà lua rút, các bác có thể cầm này lua rút luôn nhá. Lua nó ngon thôi chứ còn bản chất của nó thì nó không phải đồ lua. Nó là cần khoen lỡ, cần câu ngâm ngắn. Năng xê nhẹ. Đấy, cất đẹp quá nhá, đẹp long lanh luôn, cân nặng này. 230g. Gọi 1.95 ly con này ra 900k nhé. Đẹp lắm, gần như là mới luôn đấy ạ. Em đo đọt chưa nhỉ? Thường thường là báo ngay. Rồi lú lắm ạ. Gọi là 2.5 ly. Rồi lú lắm.
Rồi sang cây số 8 xong này, sang cây số 9 nha. Ở số 9 đây là một siêu phẩm này. Cái cần này thì lâu lắm em không gặp và nó gần như là nó hoàn hảo quá nhá. Cây số 9 này. Ở cây số 9 là một chiếc cần của Daiwa. Có chiều dài là 3 m và cứng là cứng 50. Thu gọn thì em đoán chừng cho bác nhá. 2 4 6 gần 70 phân các bác nhá. Thu gọn gần 70 phân. Dàn khoen là dàn khoen Fuji màu đen, nói sứ xám, không lỗi, không nứt, đẹp, long lanh cho bác nhá. Phôi này các bác này. Phôi là carbon wicker, phôi hai da. Ấy cực đẹp nhá, một chiếc cần được sản xuất tại Nhật, phôi hai da nhá, carbon wicker. Đấy, phôi hai da cho bác này. Ngọn cũng đẹp quá nhá, cái ngọn này cũng rất đẹp. Ngọn con này nó có da cường chống nổ này. Vân vân hai da các bác nhìn rõ không? Đây này. Đâu nhỉ? Sao bác nhìn rõ đây này. Không đi nét. Đấy các bác nhìn rõ không ạ? Rất đẹp. Đây là một chiếc cần rất là đẹp quá nhá. Chiều dài là 3 m và cứng 50, một chiếc cần carbon phôi hai da của carbon wicker đời cao nhá. Cần này cần của thầu thôi thằng hàng hệ. Cân nặng này. 270 g. Ngọn là 1.245 ly, con này ra 1.400k con này các bác nhá. Đấy, hàng này hàng hiếm nhá. Trước em có mấy cây lỗi phôi không, nó 900.000 này. Cái số 10 này. Số 10 thì làm trước cần ISO, có chiều dài là 5m3. Đọt 1 các bác nhá. Ở bát con này sẽ là bát Fuji, dòng bát đời mới. Đấy, rất là đẹp và chắc chắn cho bác nhá. Đài qua, con này được sản xuất tại Chila, có chiều dài 5m3 đột 1. Và con này là có chế độ zoom có nhá. Đây. Zoom 4,5 nên 5m3, một chiếc cần của Đài qua. Phôi con này thì rất là đẹp có nhá. Đấy, phôi thì rất là nhẹ và thanh, dòng này rất là nhẹ có nhá. Ngoại hình gần như là mới tinh luôn. 5m3 là 1 để cho bác câu ISO, một chiếc cần của Daiwa Chila mới tinh. Cân nặng cho bác này. 200g. Loại 1.33 ly, con này có giá 700 có nhá. Con này là bản nó có zoom, đấy, có chế độ zoom cho bác này. Đấy, các bác thích zoom các bác câu hai chế độ. Câu hai chế độ này rất là tiện. Rồi, cây này là có giá 700 mã số 10. Sang mã thứ 11 này. 11 thì là một chiếc cần nữa. Con này là một chiếc cần có chiều dài là 5m3, đọt số 2, một chiếc cần của Daiwa. Con này cũng có chế độ zoom các bác nhé. Đây, con này có chế độ zoom này. Từ 45 lên 53 các bác nhé. Đấy. Quanh gió này, 45, 53, một chiếc cần của Daiwa. Chiều dài là 5m3, đọt số 2. Bát là bát của Daiwa luôn nhé. Bát này là bát của Daiwa luôn đấy. Khoen là khoen Fuji, loại số 6. Mấy chiếc khoen chạy trên đầu là khoen bằng nhựa cao cấp loại sứ xích luôn các bác nhé. Phôi dòng này thì khối khá là đẹp và khá là ổn các bác nhé. Dòng này thì độ cứng cao, lại tốt để cho bác chơi. Đấy, đây là một chiếc cần zoom nhé. Dòng này thì em bán rất là nhiều, các bác là câu nhiều biết dòng này thì cần rất là thanh. Lấy cân nặng và giá cho bác này. 237g. Gọi là 1.33 ly, con này nếu bác là 1 triệu tròn. Ấy, cây thứ 11 này. Sang cây thứ 12 này. 12 thì làm chiếc cần ISO. Con này làm chiếc cần Power Carbon. Đây làm chiếc cần được sản xuất tại Hàn Quốc các bác nhá, được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji. Có chiều dài 54 đọt số 2. Ở thân bên ngoài sẽ là thân hai da. Thưa. Nhìn quá hơi khó nhìn, em nhìn đây là cái vân hai da nó nổi các bác nhìn rõ chưa? Làm dễ nhìn nào. Nó có vân hai da nhưng mà hơi khó nhìn một xíu. Đấy, con này thì hiện tại đang bị mất mất đầu bu quá nhá. Mất đầu bu, mất khuyên chạy nhưng con này chỉ bán phôi bác nhá, còn ngoại hình con này thì mới tinh. Không xước xác một tí tí này. Cần gần như là chưa dùng. Chứ là cái ngọn nó chui vào giữa rồi, lõi không? Ngọn chui lõi rồi. Ngọn chui lõi thì tháo đít ra mới lấy được.
Con này độ cứng khá cao nhé, phôi rất là dày đấy ạ. Con này làm chữ cần để cho bác hạ tay nhé. Con này hạ tay rất ngon này, cần mới tinh không xước xác một tí nào. Các bác về các bác phải lên khuyên. Em sẽ đo cân nặng của nó, giá luôn này các bác này. Cân nặng là 278g. Gọi 1.5 ly nhé. Con này thì mới vẫn có giá là 500k nhé. Con này đẹp full khuyên này khoảng 600. Rồi sang cây thứ 13 này. 13 cũng làm chiếc cần bản hiếm này. Đây là chiếc cần của hãng Lissin nhé. Phôi sơn 7 màu. Bát là bát Stylit. Made in Japan. Có chiều dài là 4m và đọt số 3. Một chiếc cần ISO khuyên lớn của Lissin. Cực ngon các nhá. Con này đã người chủ vẫn đang câu này con này. Đấy, có hình vảy cá đây này, còn vướng cái vảy cá thật luôn chứ không phải hình nữa. Phôi con này cũng rất bóng và đẹp các nhá. Cần chỉ cần siêu nhẹ. Rất là đẹp. Một chiếc cần ISO khuyên lớn của Lissin. Ngon các nhá. Con này làm chiếc cần thuộc hơi phí, nó không phải khoen xích nhỉ. Con này khoen xích có phải là củ rưỡi không? Con này nó khoen thường rồi nhá. Fuji khoen là số 8. 4m đọt 3. Made in Japan. Rồi, cân nặng và giá cho bác nhé. Cân nặng này. 198g. Gọi là 1.85 ly. Con này giá là 1 triệu tròn các nhá. Nissin. Dòng siêu nhẹ các nhá. Khoen lớn nó có 196g. Con này hạ full hết khuyên ra, hết bát ra. Nó chỉ nặng dưới 130g các nhá. Rất là nhẹ. Rồi tiếp tục sang một cây tiếp theo là cây thứ 14. 14 làm chiếc cần của LFT. Ở đây làm chiếc cần dài 4,5m, đọt số 1 các bác nhá. Một chiếc cần thế nào nhỉ? Nó thóp đít các bác nhá. Và đít nó lở ra nó thu gọn lại rất nhanh. Đấy, con này thì độ lẩy rất tốt. Cứ cái nào đít lở to thì độ lẩy cao các nhá. Đấy, khoen là khoen Fuji. Không lỗi làm gì các bác nhá. Phôi bên trong là phôi hai da vân bé, đẹp cực kỳ các bác nhá. Phôi cũng rất bóng và đẹp luôn ạ. Đấy, con này được trang bị phôi hai da lên tận gần ngọn nhé. Cái lóng gần ngọn này là cũng hai da này. Và ngọn trên cùng thì không hai da các nhé. Đẹp. Đấy, một chiếc cần 4,5 đoạt 1 của LFT. Ở cây này thì lấy các bác dạng mềm thôi, cân nặng này 150g. 0.81 ly, lấy các bác 700k này các nhá. Mã 14. Rồi sang mã thứ 15 này. Mã 15 làm chiếc cần còn có bao luôn các nhá. Có bao đựng luôn. Ở đây làm chiếc cần được sản xuất tại Nhật, đây các bác nhìn rõ này. Đấy. Japan Nation, Nation gì đấy. Một chiếc cần của Sanwa các bác nhá, một chiếc cần mới tinh. Chưa xước xác một vết nào, đầu bu chụp mọi thứ zin 100%. Đấy, một chiếc cần ISO khuyên bé của Sanwa được sản xuất tại Nhật, hãng này hãng của Nhật các bác nhá. Hãng của Nhật sản xuất tại Nhật luôn, một chiếc cần cần dòng này thì rất là thanh, cho dù đợt 1 nhưng cần rất là thanh các bác nhá. Ngọn là ngọn lối long phụng cho bác này. Thanh thoát, đẹp, mới, không lỗi làm gì. Đấy, đây là chiếc cần của Sanwa nhé. Ở dòng ngoài thì phôi nó chỉ là phôi các con xoắn vòng thôi. Tên là Po của Bích. 5m3 đột 1. Bát là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji là xứ xích. Ngoại hình đẹp, long lanh, có bao chụp đầy đủ. Cân nặng và giá cho bác này. 205g. 0.85 ly các bác nhé. Đấy, con này thì hơi tiếc là đọt nó hơi bé thôi. Đọt nó to chút xíu nữa thì ngon. Rồi, bao đựng chụp đầy đủ cho bác nhá. Đấy, các bác nào thích ISO đọt 1, các bác câu con này thì không phải nghĩ nhá. Mới tinh. Rồi, mã này là mã thứ 15. Nếu bác này có 800k đó nhá. Ôi, 800.000 con Nhật. Sang mã thứ 16 này. 16 rồi làm chiếc cần cũng thuộc là hàng xịn xò phết nhá. Một chiếc cần của hãng Slita. Có chiều dài là 63. Đọt số 1. Bát là bát Stylit. Khoen là khoen Fuji. Nói xứ là nói xứ xích.
Con này là có cả định vị nóng cho bác nhá. Con này cần rút ra rất thẳng có nhá, một chiếc cần khá là xịn này, có định vị khuyên cho bác này. Đấy, định vị khuyên đầy đủ nhá. Phôi thì carbon xoắn vòng mới tinh nhưng không phải soi. Đây các bác chỉ cần thích cái thông số thôi là ok rồi. Cần em đã test đã mở ra cần khá là thẳng. 6.3 độ 1 như vậy là khá thẳng và rất là ngon các nhá. Một chiếc cần 6.3, các bác có thể hạ tay câu chép dịch vụ câu bo cảm giác luôn. À, rất là ngon nhá. Mã 16, cân nặng này. 240 g. Gọi là 0.85 ly, con này cũng giá là 800k các nhá. Mã 16. Rồi, cái này cũng bọc vào cho nó các bác nhé. Sang cái 17, 17 bắt đầu chuyển sang là có mấy cái cần dây trong nhá, thì em sẽ đi nhanh luôn này. Mã thứ 17 này. 17 là một chiếc cần dây trong có chiều dài là 5.3, đọt 1.5, một chiếc cần của Daiwa được sản xuất tại Thái Lan, bát là bát Fuji. Dòng Starlit. Đấy, khoen là khoen Fuji, lõi sứ dẫn là lõi sứ dẫn, lõi sứ xích, ngoại hình mới gần như là mới tinh. Không có vết xước nào các nhá. Không một vết xước nào luôn. Đấy, rất đẹp. Không có vết xước. Đẹp long lanh, đầu bu nhựa lõi xúc xích cho bác nhá. Đấy, một chiếc cần rất là đẹp. Đấy, cân nặng và giá cho bác này. 200g. Quá đẹp con này các nhá. Ngọn là 3 ly, con này có giá là 700k các nhá, mã thứ 17. Sang mã 18 này, 18 thì làm chiếc cần VIP hơn nhá. 18 làm chiếc cần của hãng Simulo, bát con này là bát đời cao, bát đúc có nhá. Bát này gọi là bát liền khối. Bát liền. Bát này bát vặn, bát liền các nhá. Đấy, một chiếc cần của hãng Simulo. Con này được sản xuất tại Nhật có nhá. Chiều dài là 5.2, đọt là đọt số 4. Chỗ này có chế độ zoom nhẹ các nhá. Đấy, có định vị nóng cho bác này. Qua chất luôn nhá. Con này thì chỗ zoom chỗ này nó khoảng tầm 6-70 phân. Đấy, đây là cái lỗ dẫn cước cho bác này. Phôi carbon là phôi carbon hai da bông có nhá, các bạn rõ không ạ? Đây này. Nó vần 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 hình bông này, carbon hai da bông này. Đấy. Phôi hai da bông. Ngọn carbon hai da bông luôn các nhá, full hai da bông toàn thân. Đẹp. Đầu mu là loại sứ xích luôn nhá. Trời hôm nay hơi tối. Rất bóng luôn nhá. Con này loại sứ xích này sứ bóng, loại sứ xích các bác nhá. Rồi. Một chiếc cần khá đẹp, cân nặng cho bác này. 354g, một chiếc cần dây trong, cân nặng này. 360g à đâu. Ngọn là 3.6 ly. Cân nặng là 350g, con này có giá là 1.300k các bác nhá. Đấy. Tiếp theo sang một chiếc cần mã số 19. 19 thì là một chiếc cần y chang các bác nhá. Con này y chang con này, con này y chang con này luôn nhưng mà nó khác nhau là cái khác nhau ở gì nhỉ? Bát kia là bát vặn, còn bát này là bát bát kẹp các nhá. Chiều dài con này bé hơn một chút xíu, 5.3 đột 3 thôi. Lõi sứ dẫn cước cũng y chang nhá. Con này lõi dẫn cước là nó sứ xám các bạn, xám xích nhà để. Nó sứ xám các nhá. Đấy, phôi cũng là phôi hai da bông toàn thân các nhá. Đấy, phôi hai da bông toàn thân. Ngoại hình thì rất là đẹp cho bác nhá. Hai con dây trong này rất là đẹp, cùng một người sở hữu là còn khá bóng và đẹp. Phôi ngọn cũng là phôi hai da bông các nhá. Đấy. Rồi, con này thì nếu mềm hơn chút xíu, cân nặng là 270g. Gọi là 3.2 ly vào giá là 1 triệu tròn. Đấy, cái 19. Sang cái 20. 20 làm chiếc cần con này còn là T các nhá. Con này thì cao cấp hơn một chút xíu, con này thì được trang bị là chất liệu bát và chất liệu titan các nhá. Đấy, bát là bát titan, con này thì cao cấp hơn một chút xíu. Ở thông số thì 5.3, đọt 1.5 nhá, dòng đánh cảm giác. Đấy, chất liệu thì công nghệ thì mấy con này như nhau nhá, đều dòng 2 spec hết nhá. Thép của con này chỗ này là thép titan này. Và được trang bị loại sứ xích. Đấy, con này phôi cũng rất là đẹp.
Con này là được phủ bóng các bác nhé, phủ sơn ngoài nó không nhìn rõ cái vân bên trong. Đấy, ngọn nó sẽ màu xanh, nửa màu xanh. Đầu bu là đầu bu loại xúc xích các nhá. Đấy. Mã thứ 20, cân nặng và giá cho bác này. 190g. Gọn 2.9 ly và có giá là 1.100.000 các nhá. Mã thứ 20. Đấy, bản dây trong này ở Việt Nam thì giá không đắt, nhưng bên Nhật thì họ dùng rất nhiều, giá rất là cao nhé, đắt hơn ISO rất là nhiều. Mã thứ 21 này. 21 thì bắt đầu chuyển về ISO rẻ nhé. Đây là chiếc cần được sản xuất tại Hàn Quốc nhưng mà nó ghi ở đây loại xóa đi mất rồi. Có chiều dài là 4,5 m cơ nhé. Dòng này công nghệ là Interway. Đấy, có tem xuất này. Bát là bát Fuji nhé. Khoen là khoen loại xứ Fuji, loại xứ xám thôi. Đấy, phôi con này cũng rất là mới và đẹp ạ, rất mới luôn. Một chiếc cần ISO. Em rút ra em vẩy thử nó tầm mấy, vì cái dòng này nó báo không rõ như mấy con hàng hệ kia. Tương đương đợt 2 các nhá, 4,5 đợt 2. Một chiếc cần của Hàn Quốc. Cân nặng này. 270g. hai trăm bốn ly. Đấy, con này ra 600, mã 21. Rồi cây cuối cùng ngày hôm nay là cây mã thứ 22 là chiếc cần của Siamat nhé. Siamat cũng làm chiếc cần của Hàn Quốc nhé. Con này cũng chiều dài là 5,3 m, đỏ số 2, công nghệ của nó là Insider. Đấy, con này thì lỗi nhẹ rồi, con này bị mất cái đá dẫn cước vào này. Phôi là carbon xoắn vòng. Phôi cũng khá đẹp, không phải làm gì đâu nhá. Đầu bu là đầu bu loại xứ xích luôn. Con này độ cứng 2. Nhưng con này cần cứng thanh hơn con kia một chút xíu. Nhưng con này bị lỗi nhá, thôi lấy các bác 500. Đằng nào nó cũng lỗi rồi. Nó lỗi cái đá cân nặng nhá. 260g. Ngọn là 3.15 ly. Đấy, hôm nay lên tổng cộng các bác là 22 cây cần. Cây cuối có giá có 500 thôi. Để các bác xem ưng cái nào thì các bác ưng cái cần nào báo cho em nhé. Hẹn các bác vào những clip tiếp theo. Bye bye.